Minh Sương xin chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với một game show rất là dễ thương. Bên cạnh đó có nhiều thử thách dành cho những vị khách mời đặc biệt của chương trình với tên gọi Ký ức bất ngờ. Và chương trình Ký ức bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Và ngày hôm nay như thường lệ, ở vị trí ba vị khách mời đang còn trống, đây là ẩn số. Nhưng chương trình này chỉ có 3 vòng thi mà thôi. Họ sẽ phải lục lại ký ức của mình. Với sự bất ngờ của chương trình, đó chính là những câu hỏi kiến thức hoàn toàn khác nhau. Và hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đấu rất là đáng yêu đến từ ba vị khách mời đặc biệt nhé. Và bây giờ đầu tiên hãy cùng làm quen với hai cô gái xinh đẹp, một chàng trai cá tính tài năng. Xin được giới thiệu khách mời đặc biệt tuần này, xin mời. Chào anh Vương, chào Nhung, chào anh Kiều. Gia đình nhà mình đi ăn cưới hay đi event à? Ủa anh đúng không, chứ hôm nay alo nhưng mà mình đi đám cưới chung luôn á. Thật sự ra thì anh nên về với anh Kiều, mình qua kia. Dạ, Nhung để đây cho em. Thì gia đình thì cũng có đôi có cặp, xin ra mắt quan viên hai họ. Như thiệt vậy trời, như thiệt luôn á. Không mà hôm nay đẹp quá, không hẹn mà gặp, không hẹn mà gặp, mặc đồ giống quá. Thấy khách mời mặc đồ sang quá, mình cũng len lén lấy cái vest hồng để cho nó hợp lý thôi. Chắc là bây giờ mình làm quen với mọi người nhá, với một cái game show rất là dễ thương, cứ bất ngờ. Đầu tiên Nhung xin mời em. Hello mọi người, em là Nhung của Miho và ngày hôm nay thì được đến với chương trình là Ký ức bất ngờ. Và em được biết là chương trình cũng có rất là nhiều những cái thử thách thú vị, cho nên là hôm nay em đang rất là hồi hộp nha. Em đang rất là hóng những cái thử thách nha. Dạ, anh chỉ mong là em có thể vượt qua vòng thứ nhất thôi. Tại vì cứ mỗi vòng là sẽ có loại một người. Dạ. Đó, mình càng trụ lâu thì mình cảm thấy chương trình nó hấp dẫn hơn ở những phần sau. Hy vọng, em sẽ cố gắng. Dạ. Tiếp theo, mời anh Kiều. Chào anh Minh Sù cũng như là chào quý khán giả của chương trình Ký ức bất ngờ. Thật ra hôm nay em cũng rất là hồi hộp vì cũng chưa được xem chương trình luôn. Là một trang giấy trắng khi đến với chương trình này, cái sự ngây thơ nó cũng tạo nhiều cái kịch tính bất ngờ. Em đang trông đợi điều gì ngày hôm nay, anh Kiều? Em hy vọng là em không về sớm. Hợp lý, rất thực tế quý vị. Và cuối cùng, xin mời anh Khánh Phương. Không, bây giờ mình chào bình thường thì nó không có gì ấn tượng cả. Em nghĩ anh chào bằng một câu hát nào đó đi. Đúng, vỗ tay. Yeah. Ok. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bề nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Yeah. Hello mọi người. Hay quá. Rất là vui ngày hôm nay giao lưu với tất cả mọi người, với em Minh Sù và tất cả các bạn chơi và tất cả quý vị, những khán giả thân thương của HTV7 qua chương trình Ký ức bất ngờ. Có thể nói đây là một cái game mới. Trước khi chơi thì Khánh Vương cũng đã nghe nói về cái game này rồi, rất là khó. Trên đó lý do tại sao mà em Minh Sù đã chúc tất cả ba người chơi hôm nay là vượt qua vòng đầu tiên. Không, thật sự ra thì em hù chơi thôi, chứ nó dễ lắm, và dễ thua. Thật sự phải nói nha, Minh Sù rất là thích chương trình này. Bởi vì bên cạnh những cái ký ức mà những khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ, họ đã chia sẻ, lan tỏa những bức hình mà chúng ta đã chụp lại ở quá khứ lên mạng xã hội của mình, để làm sao mà nhớ lại cái bức hình đó, có kỷ niệm nào, có niềm vui gì. Và đặc biệt hơn hết là chương trình sẽ kèm theo đó những cái câu hỏi kiến thức khoa học xã hội. Thử thách khó khăn nó tăng dần lên theo từng cấp độ, nhưng giải thưởng rất cao nhé. Và giá trị tiền thưởng bao nhiêu tùy thuộc vào độ chiến thắng của các bạn. Sẵn sàng chứ nào? Dạ rồi. I'm ready. Ba người chơi đã sẵn sàng và ngay bây giờ sẽ là vòng đầu tiên của Ký ức bất ngờ. Xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đang có mặt tại những giây phút khởi động đầu tiên của chương trình Ký ức bất ngờ dành cho ba người chơi. Họ đã vào vị trí rồi, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy cả, nhưng thử thách của chương trình thì không hề nương tay với những nhan sắc này. Và vòng thứ nhất của chương trình với tên gọi Ký ức ùa về. Vòng 1 có tất cả 6 hình ảnh được gợi nhớ ký ức dành cho ba người chơi. Mỗi người chơi sẽ là chủ nhân của 2 hình ảnh. Sẽ có 6 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến những hình ảnh đó để người chơi cùng nhau trả lời.
thời gian để người chơi vừa lắng nghe câu hỏi, vừa đưa ra đáp án là 30 giây. Mỗi đáp án chính xác, người chơi sẽ nhận được 1 triệu đồng. Riêng chủ nhân của hình ảnh đó sẽ nhận được 2 triệu đồng. Kết thúc 6 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Hy vọng rằng là cả ba người chơi chúng ta sẽ lục lại ký ức của mình nhé, thông qua những bức hình được lựa chọn ngẫu nhiên bởi đội ngũ biên tập của chúng tôi. Và họ cũng hiền lành lắm ạ. Dạ, nhưng mà bức hình nào dở ra cái té ngựa liền. Vâng, và bây giờ sẽ là món quà bất ngờ đầu tiên dành cho ba người chơi tại vòng thi đấu thứ nhất. Xin mời. Wow, cái này nhìn quen quen nè. Cái này ở đâu vậy Nhung? Ở Đà Lạt ạ. Đà Lạt, yeah. Có nhớ là cái vị trí nào không? Nó là một cái resort mà em quay phim Đàn Bà Đã Cũ ở đây. Nhưng mà cái cảnh này là nằm trong một cái phân đoạn nào ở trong bộ phim? Nó nằm trong cái phân đoạn là em là phục vụ ở trong cái nhà hàng này. Xong rồi em ôm bánh mì ra thôi, đi ngang xong rồi bắt ghen thôi. Bắt ghen thôi mà tươi quá. Và bây giờ sẽ là câu hỏi với 30 giây trả lời dành cho ba người chơi. Bắt đầu. Bánh mì do người nước nào làm ra đầu tiên? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A là nước Anh, B Ai Cập và C nước Pháp. Xin mời ba khách mời nhấn vào câu trả lời chính xác trên màn hình máy tính của mình. Chúng ta còn lại 15 giây. Bánh mì do người nước nào làm ra đầu tiên? 5 4 3 2 1 Hết giờ. Xin mời đáp án của ba người chơi. C, B, B. C là Oanh Kiều. Tại sao em lại lựa chọn là Pháp? Tại em hay xem phim thì em hay thấy Pháp nổi lần phim xưa, phim cổ trang của Pháp hay là bánh mì nên em nghĩ là Pháp. Dạ, yeah, anh thấy cũng hợp lý. Tại vì châu Âu á thì người ta hay ăn bánh mì nhiều hơn và hay sử dụng bánh mì để làm đạo cụ trong những bộ phim nữa. Và hai người còn lại, anh Khánh Phương, tại sao anh lựa chọn phương án là B, Ai Cập ạ? Khánh Phương nhớ là đã đọc ở đâu là bánh mì xuất phát từ Ai Cập lâu lắm rồi nhưng mà không chắc lắm. Nhưng mà đại khái là mình mang máng nhớ về cái thông tin này. Còn Nhung? Dạ em lụi ạ. Lụi. Thành thật, anh thích cái điều này. Dạ. Và đáp án chính xác của chương trình chỉ có một mà thôi. Trên đây có hai đáp án là B, một đáp án là C và đáp án chính xác là B. Chúc mừng. Wow. Bánh mì do người nước Ai Cập tạo ra đầu tiên. Chúc mừng cho Nhung có 2 triệu đầu tiên. Anh Khánh Phương có 1 triệu. Và Quanh Kiều em biết rồi đó ha. Dạ em biết. Cố gắng lên em. Dạ. Ai muốn lên sóng tiếp theo ạ? Nhung rồi bây giờ Quanh Kiều hay là anh Khánh Phương đây? Chung cư ngẫu nhiên đi. Rồi xin mời ngẫu nhiên. Wow. Anh ơi đây là bức hình có kỷ niệm như thế nào ạ? Bức hình này thì nhìn mọi người chắc có lẽ ai cũng biết đây là tháp Eiffel ở Pháp. Khánh Phương đợt đó là đi diễn ở bên Pháp, dành ra một nửa ngày để mà đi kiểu thăm tất cả mọi nơi, những cái nơi mà nổi tiếng ở bên Pháp. Tháp Eiffel, em ơi, nó có nhiều câu hỏi kiến thức liên quan tới tháp Eiffel lắm. Và bây giờ, ba người chơi thân mến, hãy cùng trả lời câu hỏi này nhé. 30 giây, bắt đầu. Câu hỏi như sau, tháp Eiffel ở Paris được hoàn thành vào năm nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý. A 1889, B 1890 và C 1891. Khó thế nhỉ? 3 năm sát nhau luôn. Biểu tượng của Paris. 5 giây. 2 1 Hết giờ. Không biết ai sẽ lựa chọn phương án nào. Xin mời. Cả ba người lựa chọn ba đáp án. Vậy là chắc chắn có một người trúng. Đúng. Đúng rồi. Yeah. Nhưng nếu như anh Phương đúng thì anh Khánh Phương sẽ nhận được 2 triệu. Yeah. Tại vì đây là câu hỏi với bức hình của đúng anh. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, còn hai cô gái còn lại nếu mà trúng thì sẽ được 1 triệu mà thôi. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là 1889. Chúc mừng anh Kiều. Hồi nãy em nhường đúng không? Hồi nãy em để cho hai anh chị cứ thoải mái đi, còn bây giờ là một mình một cõi vậy? Không phải anh, Nhung cũng nói là đánh lụi hên lắm. Ừ. Cho nên là em quyết định là em lụi. Quý vị thân mến, tháp Eiffel được xây dựng vào năm 1889 và sau hơn 130 năm thì tháp Eiffel của chúng ta giờ đây là một công trình mang tính biểu tượng của không chỉ là thủ đô Paris mà còn là niềm tự hào của cả nước Pháp. Với câu trả lời chính xác này, riêng anh Kiều 1 triệu đồng. Chúc mừng em. Yeah. Và bây giờ sẽ là món quà bất ngờ tiếp theo.
Trời ơi, em ơi, cái này là bánh tét thiệt bánh hay bánh tét giả bánh vậy? Bánh tét. Dạ, bánh tét thiệt. Cái hai cây đó là em tự làm, nhà em mỗi người làm hai cây. Cái này là không khí của gia đình. Dạ, nhà em có một cái truyền thống đó là năm nào ba em cũng sẽ dạy cho tụi em làm bánh tét. Thì cứ Tết thì nhà em sẽ có cuộc thi gói bánh tét vào đêm 29 Tết. Dễ thương quá vậy. Dạ. Khi mà mình gói được rồi là ăn chuyện nha. Phải chưng, rồi phải hấp, rồi phải làm tất cả mọi thứ để cho nó chín, mà chín phải đẹp nữa. À, cả một quá trình rất kỳ công. Nhưng có gia đình mình có tất cả đúng không em? Dạ. Về cái món ăn truyền thống trong những ngày Tết của Việt Nam, ở đây thì có bánh tét rồi, nhưng không biết cái câu hỏi của chương trình sẽ là gì. Mình hãy chờ đợi xem nhé. Cũng sẽ có 30 giây trả lời thôi. Xin mời. Câu hỏi như sau: bánh tét lá cẩm là đặc sản của tỉnh thành nào? Chương trình sẽ có 3 gợi ý: A. Trà Vinh, B. Sóc Trăng, C. Cần Thơ. Ba, hai, một, hết giờ. Xin mời. B, C, C. B là Sóc Trăng với sự lựa chọn của anh Kiều. Còn C là Cần Thơ, là sự lựa chọn của anh Khánh Phương và cả bạn Nhung. Thế thì không lẽ một lần nữa hai anh em là bắt tay nhau để đi ngược chiều với lại anh Kiều? Giống như kiểu hai bên này đi một đường, còn bạn Kiều đi một đường riêng. Tại sao anh Khánh Phương lựa chọn phương án C? Anh chỉ nhớ là liên quan đến cái lá cẩm thì liên quan đến Cần Thơ. Nhớ vậy thôi. Nói chung không chắc chắn lắm, chỉ chắc chắn khoảng 50% thôi. Vâng, còn Nhung? Em cũng nhớ là lá cẩm là ở Cần Thơ đó. Sóc Trăng ơi, sao một mình lựa chọn Sóc Trăng ạ? Thực ra em cũng biết bánh tét lá cẩm, nhưng mà em biết nó là ở miền Tây thôi, còn tỉnh thì em không biết. Để làm cho lùi lại đúng không? Dạ, em lại lùi nữa. Lại lùi. Ok. Lại lùi nữa. Bánh tét lá cẩm là đặc sản của Cần Thơ. Chúc mừng. Wow. Hình là của Oanh Kiều, nhưng không lấy 2 triệu, để cho hai người còn lại mỗi người 1 triệu. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là một bức hình bất ngờ nữa dành cho ba vị khách mời. Xin mời. Trời, anh Khánh Phương có vẻ đi rất là nhiều nơi. Anh đã đi lưu diễn ở đất nước nào ở đây ạ? Cái này ở bên Úc, Sydney. Cái này như năm 2017. Anh nhớ luôn. Dạ, năm 2017. Wow, anh nhớ năm chính xác luôn. Anh nhớ mang máng thôi, không chính xác lắm. Nhưng mà cái lúc này là kiểu mình đi dạo ở cái phố, kiểu phố này họ bán nhiều nhà hàng Việt Nam á. Dạ. Bữa đó là anh đi ăn với mọi người xong rồi tiện ra thì đứng selfie chụp hình. Rồi, và bây giờ sẽ là câu hỏi, cũng có 30 giây để cùng trả lời. Xin mời. Con vật nào được khắc họa trên trống đồng Đông Sơn? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý: A. Con hươu, B. Con voi và C. Con trâu. Cái trống đồng này thì không phải trống đồng Đông Sơn, trống đồng này là bên Sydney, như là anh Trống đồng Sơn là ở Việt Nam mình. Nhưng trống đồng Đông Sơn thì có con vật nào được khắc họa lên trên đó? Hai, một, hết giờ. Và xin mời đáp án. Một lần nữa Oanh Kiều lại đi ngược số đông. Oanh Kiều lựa chọn câu C và hai người còn lại lựa chọn câu B. Bé câu C ơi, không thích hai bạn hay sao? Không phải anh, em nghĩ là chị Kiều chỉ muốn là một mình chị ăn hết, còn thôi là chị không thèm. Ha, cũng đúng á, nhưng mà chưa chắc gì cái này là đúng hay sai đúng không? Có nghĩa là một là ăn hết, một ăn cả hai là không? Hai là đứng nhìn. Thì đó, lúc vô chơi em Nhung cứ kêu là sợ đi về mà vòng đầu tiên nên là thôi em đi mình, để lỡ gì em về mình trước. Thôi ơi, đàn chị bản thân đàn chị thấy thường quá. Nhung ráng thắng. Dạ. Để có gì mà chia sẻ với chị mình. Còn anh Khánh Phương với Nhung, tại sao lại lựa chọn phương án là con voi? Bởi vì em thấy là con voi thì thường nó sẽ trống nghe đồng. Trống đồng nghĩ tới miền núi đúng không? Tây Nguyên là con voi chứ anh, đúng không? Cách giải thích này nghe nó hơi sai sai. Còn anh Khánh Vương nghĩ sao? Nói chung là liên quan đến chiến tranh hoặc là liên quan đến dân tộc thì anh nghĩ là con voi nó sẽ khả thi hơn là con trâu. Và đáp án chính xác của chương trình là câu A, con hươu. Oh, wow. Bất ngờ chưa? Oh, yeah. Tới luôn. Thật sự như Minh Sầu đã chia sẻ đó, đôi khi những cái mà nó hiển nhiên quá thì nó không phải là khoa học. Các con vật tổ của cư dân Việt cổ cũng được mô tả trên mặt của trống đồng, và đó là con hươu và con chim lạc. Mỗi một con hươu đực đi kèm với một con hươu cái, mỗi con chim lạc mỏ ngắn lại đi kèm với một con chim mỏ dài, để tạo nên một cái bức hình ở trên cái chiếc trống đồng Đông Sơn như thế. Và câu này thì không ai có tiền nghe, không sao, lại kiến thức mới nữa. Chúng ta đến với món quà bất ngờ tiếp theo.
của anh Kiều. Nhiều mặt cười, mặt khóc, mặt buồn, mặt giận. Hay này là đang trong một bộ ảnh gì của em, hay là một cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook hay sao? Dạ không anh, nó kiểu là hỉ nộ hay ố ấy anh ạ. Tất cả những cảm xúc trong cuộc sống luôn. Dạ đúng rồi, nó là cảm xúc trong cuộc sống. Nhưng mà cái lúc mà em đăng cái này đó, em có nhớ là em viết gì không? Cái không nhớ luôn. Lâu quá rồi, em nghĩ là chắc phải 26, 17 gì đấy. Chỉ có 30 giây để cùng trả lời thôi. Và câu hỏi là: biểu tượng cảm xúc thương thương được Facebook bổ sung vào tháng mấy của năm 2020? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý: A. tháng 5, B. tháng 6 và C. tháng 7. Năm ngoái rồi em, hơn năm rồi. 20. Không nhớ. 3, 2, 1. Lại lùi thôi. Đáp án của ba người chơi là à, lần này mỗi người mỗi khác, A, B, C có đủ. Và đáp án thì chỉ có một. Cho mình hỏi là mọi người có biết là lý do vì sao Facebook lại bổ sung thêm cái biểu tượng này không? Tại vì Nó có một cái sự kiện gì đó mà em không có nhớ chính xác. Nó rất đơn giản như này là tại vì trong giai đoạn mà năm 2020 á, thì chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn với đại dịch bệnh đúng không? Dạ. Yeah. Thì cho nên là Facebook cũng mong muốn là có một cái sự kết nối, mình không có bị xa mặt mà cách cái lòng. Cho nên là mong muốn là tất cả mọi người sẽ ôm lấy nhau thương thương để có thể là lan tỏa cái sự yêu thương này đến với toàn dân trên thế giới này luôn. Khi mà ai chơi Facebook thì cũng đã biết đến biểu tượng này. Và đó là cái giải thích thôi. Còn đáp án chính xác của chương trình: biểu tượng cảm xúc thương thương được Facebook bổ sung vào tháng 5 năm 2020. Chúc mừng anh Kiều. Cuối cùng chị có cái điểm. Thôi 2 triệu luôn. Ồ đúng rồi, 2 triệu luôn. 2 triệu anh Kiều. Đã không chơi thì thôi, chơi một lần phải 2 triệu. Cái này em cũng lụi, nhưng mà tại vì nó ngày năm em cũng chúc ngày sinh của em. Em đừng nói là em sinh tháng 5 luôn nhé. Dạ, ngày sinh, em ngày sinh. Năm nên em chọn ngày năm. Trời ơi. Em ơi, đó là ngày năm. Năm 89. Vậy thì cái tháng là tháng mấy để biết, để lựa? Tháng 1 anh. Tháng 1 nha. Ok, hết nha, không có tháng 1 nha. Và bây giờ sẽ là bức hình nghỉ cuối cùng. Lại là một cái vai diễn khác đúng không em? Hay bếp. Là cái vai trong bộ phim đó luôn? Vai đầu dạ, bếp là cái vai diễn đó. À, đầu bếp mà, cái này phục vụ dạ, đầu bếp. Đầu bếp luôn, là cái kia bưng bánh mì, con này là trong bếp. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng trong vòng đầu tiên này. Xin mời. Nữ đầu bếp xuất sắc nhất thế giới năm 2013 là người nước nào? Chúng ta sẽ có 3 gợi ý nha. A, nước Ý, B, nước Pháp và C, nước Anh. Một cái này lụi nữa rồi. Em cũng lụi luôn, thiệt thật luôn sự. Hay, mấy nhưng câu mà nước nào sẽ có chế biến ra nhiều món ăn nhất? 1 giây và hết giờ. Xin mời đáp án của ba người chơi. Bấm đồn có được bấm lại không? Dạ không. À, một lần nữa có 3 đáp án luôn. Nhung lựa chọn A, anh Khánh Phương lựa chọn C và Oanh Kiều lựa chọn B. Bấm nhầm rồi. Chỉ có một đáp án đúng thôi. Anh Phương là lãnh lụi đúng không? Lãnh lụi Pháp nhưng mà là bấm tự nhiên bấm nhầm qua C. Qua C là anh. Oanh Kiều. Là đồ ăn thì em thích thức ăn của Ý, là vì em thích nước sốt của Ý. Chị Sâm lựa chọn Ý. Nhưng mà em nghĩ hai nước này thì về ẩm thực thì xuất sắc rồi, nhưng mà em lỡ rồi nãy Pháp em không đúng rồi, giờ em quyết định em chọn Pháp lần nữa. Pháp lần nữa, ráng tin nha. Rồi, con bé Nhung, em lựa chọn Ý vì sao? Tại em thấy có những cái món ăn rất là ngon của Ý. Thì Ý thì nổi tiếng rồi. Em nghĩ là Ý nó rất là giỏi về ẩm thực. Nghĩ vậy dạ. Thôi. Thực sự ra thì nước nào cũng có cái sự xuất sắc của từng món ăn hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà với 3 cái nước này thì bây giờ mình loại trừ thôi, chứ mình cũng không có cái gì để bám vào. Và 3 đáp án có 1 đáp án đúng. Người chính xác. Nếu không phải là Nhung thì mỗi người 1 triệu. Mà nếu là Nhung đúng thì Nhung sẽ có 2 triệu. Và đó là Nhung, chúc mừng. Đáp án A là Ý. Quý vị thân mến, nữ đầu bếp người Ý có tên gọi Nadia Santini, dù không được đào tạo chính thức căn bản gì cả, nhưng với niềm đam mê ẩm thực rất là mãnh liệt cùng với sự nỗ lực học hỏi của bản thân, Nadia đã trở thành một đầu bếp xuất sắc nhất tại Ý vào năm 2013. Và bây giờ kết thúc vòng 1, tổng kết số điểm như sau. Thầy em chế nhau nha, anh về trước. Chúng ta có 3 con số hoàn toàn khác nhau. Nhung đang có trong tay 5 triệu đồng.
Oanh Kiều, em đang có 3 triệu đồng. Chỉ có một người đàn ông duy nhất đứng tại hàng ghế kia thì họ đang rất hồi hộp và nóng lòng chờ đợi xem con số của mình mang về là bao nhiêu. Và đó là 2 triệu. Chúc mừng Khánh Phương. Không biết là cái cảm giác của anh khi trải qua những câu hỏi thử thách của chương trình, anh có muốn chia sẻ gì không? Đi chơi game show thì mình vui là chính. Và ngày nay thì cái quan trọng nhất là mình được cập nhật những cái kiến thức mà trước giờ mình đôi khi mình nghĩ nó là đúng, nhưng mà ngày hôm nay mình mới biết là ví dụ như cái con voi với con hươu hồi nãy á, thì Khánh Phương nghĩ là đây cũng là một cái cơ hội để mà giao lưu rất là tốt. Dạ. Thôi thì không biết nói gì hơn là chúc cho hai em sẽ gặp nhiều may mắn ở vòng sau. Dạ. Cố lên. Dạ, cảm ơn Khánh Phương. Bây giờ Minh Sự sẽ được mời hai cô gái cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến ngay với vòng thứ hai của chương trình với tên gọi Ngày Này Năm Xưa. Quý vị thân mến, chúng ta đã có mặt tại vòng thi đấu thứ hai của chương trình Kiếu Bất Ngờ ngày hôm nay với tên gọi Ngày Này Năm Xưa. Vòng 2 sẽ có tất cả 4 lượt xen kẽ. Mỗi người chơi sẽ được chọn 2 trong số 4 hình ảnh được gợi nhớ ký ức mà chương trình cung cấp. Người chơi sẽ phải trả lời những câu hỏi mở tương ứng với hình ảnh đó. Thời gian để chủ nhân của hình ảnh đó vừa lắng nghe câu hỏi vừa đưa ra đáp án là 45 giây. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chính xác sẽ nhận được 2 triệu đồng. Nếu chủ nhân của hình ảnh đó trả lời chưa chính xác thì đối thủ sẽ có cơ hội giành lấy 2 triệu đồng từ chủ nhân của hình ảnh đó. Thời gian để đối thủ đưa ra đáp án là 15 giây. Nếu đối thủ trả lời chính xác sẽ nhận được 2 triệu đồng từ ngân hàng tiền thưởng của chủ nhân hình ảnh đó. Nếu trả lời sai, cả hai đều không bị trừ tiền. Kết thúc 4 câu hỏi, người chơi có số tiền thưởng cao nhất sẽ chính thức bước vào vòng 3 của chương trình. Không biết là ngày này năm xưa các bạn làm gì thì tôi không quan tâm lắm. Tôi quan tâm là những cái câu hỏi đặt ra của chương trình này nó thú vị ra sao mà thôi. Hiện nay Nhung Kumiho đang có số tiền cao hơn là 5 triệu. Bạn có quyền quyết định mình thi trước hoặc là nhường cho Oanh Kiều thi trước. Em nhường chị. Lần này cái sự nhường nhịn này nó cũng không có vui lắm hả? Dạ đúng rồi đó. Nhưng Oanh Kiều, lấy chưa? Em đã sẵn sàng. Xin mời 4 bức hình gửi cho Oanh Kiều. Wow. Cho anh hỏi là từng bức hình này em có gợi nhớ gì về ký ức của nó hay không? Thì là mọi người đã biết thì em tham gia vai Út Trong trong phim Dạ Cổ Hoài Lan. Bức hình ở trên em mặc áo tứ thân đó là em chụp hình cho bộ ảnh trong bộ phim Trạng Tí vừa chiếu ngoài rạp. Bức hình ở trên với vườn hoa hướng dương đó là vườn hoa ở trước nhà em do nhà em trồng. Dạ. Wow. Ở phía sau đó là cái đồi rất là lớn ở trước nhà em. Bức ảnh tiếp theo em cầm cây đờn đó là khi em chụp hình cho quảng bá cho bộ phim Dạ Cổ Hoài Lan. Luật của chương trình thì em sẽ được lựa chọn 2 trên 4 bức hình để trả lời. Bức hình đầu tiên lựa chọn là bức hình nào? Em sẽ lựa chọn bức hình có poster Dạ Cổ Hoài Lan. Và với sự lựa chọn poster bộ phim Dạ Cổ Hoài Lan, Oanh Kiều sẽ có 45 giây tự trả lời câu hỏi của chương trình đặt ra. Chúng tôi sẽ không gửi gì cả. Và Nhung cũng sẽ suy nghĩ câu trả lời. Để nếu như Oanh Kiều trả lời sai thì chúng ta sẽ có cơ hội giành lấy số tiền 2 triệu từ ngân hàng của Oanh Kiều. Câu hỏi như sau. Bài nhạc cổ Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác vào năm nào? Chúng ta còn 25 giây. Một và hết thời gian. Em không có câu trả lời đúng không ạ? Em nghĩ đó là trong giai đoạn thời Pháp á, như nói chính xác về thời gian thì em không nhớ. Không nhớ lắm. Và thời gian đã hết rồi. Rất tiếc cho Oanh Kiều. Nhưng mình đã có thời gian 45 giây suy nghĩ cùng Oanh Kiều rồi. Và bây giờ em sẽ có thêm 15 giây để quyết định câu trả lời. 15 giây. Đếm ngược. Em không biết câu này. Trả lời đại. Không biết, em không trả lời đại được. Vâng, thời gian cũng đã hết luôn. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là
1919, cả hai cô gái đều không trả lời được, cho nên là số tiền thưởng hiện nay như nhau, không trừ đi, cũng không mất đi. Và bây giờ sẽ là lượt của Nhung. Hãy nhìn lên màn hình nào. Chia sẻ kỷ niệm về bốn bức hình này giúp anh nhé. Bốn tấm hình này thì cái tấm hình bên phải ở trên đó là tấm hình em đi chơi thôi, em đi Singapore. Em đi sing chơi. Tấm ở dưới là em quay TikTok. Cái buổi này là một cái buổi up nhỏ với mấy bạn fan salad của em. Ừ. Thì sao mà tụi em có rủ nhau quay một clip TikTok. Ở bên trái của em á là em trong một cái quảng cáo cho một nhãn hàng. À. Thì cũng khá là lâu rồi á. Em nghĩ là chắc khoảng tầm năm 2014. Còn ở trên á thì cái này là em đóng trong một cái phim ngắn Bếp Lửa Tuổi Thơ. Cái này thì em quay cũng ở Bình Dương thôi. Nhưng mà em khá là thích cái nhân vật này. Trong bốn bức hình này nhá, anh lại cảm thấy thú vị ở cái bức hình mà em quay TikTok cùng với fan club của mình. Và tại sao cái tên lên là Salad? Tại vì là em là cái lúc đầu tiên, lần đầu tiên mà em off fan á, thì em cũng đang phân vân không biết là đặt tên cho fan của em là tên gì á. Thì mọi người mới nói là em thích ăn cái gì. Cái xong em nghĩ trong đầu là salad, xong em gọi mọi người thôi là salad đi, cái là chết tên luôn. Trời đất ơi, rồi fan mà đòi ăn luôn fan. Có nghĩa là một cái món ăn mà mình yêu thích và mình rất là trân trọng và mình lúc nào cũng muốn hàng ngày mình đều thấy nó và nghĩ tới nó. Thì em cũng yêu quý của fan của em giống như là cái món ăn yêu thích nhất của em vậy đó. Thế bây giờ mình chọn luôn cái TikTok đi. Dạ ok. Chọn không? Dạ chọn TikTok. Bức hình thứ nhất với lượt chơi của bạn Nhung sẽ là dễ thương, đưa tay ra nào đúng không? Mãi bên nhau bạn nhờ. Hey. Dễ thương, năng lượng của em đó, trả lời cho đúng câu này nghe chưa? Chứ để là salad là coi như là buồn lòng lắm. Dạ. 45 giây cùng đọc câu hỏi và trả lời, xin mời. Trào lưu đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé, được lấy cảm hứng từ bài hát của quốc gia nào? Dạ, của quốc gia Thái Lan ạ. Không có chần chừ gì hết luôn. Dạ, em chốt câu trả lời, Thái Lan ạ. Chốt luôn Thái Lan. Không biết phải không? Đáp án Thái Lan là một đáp án chính xác, chúc mừng. Nếu như mà mọi người tìm hiểu nhiều hơn nữa đó, thì cái bài hát này từ nguồn gốc là Thái Lan, nhưng giai điệu này thực chất là nằm trong ca khúc là Whip Whip. Và đây là một sản phẩm âm nhạc của người Thái Lan do các nghệ sĩ, đó chính là Mindset nè, Double Way nè, Yongwoo nè, Diamond thể hiện. Và ca khúc này được ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Nhung ơi, lại có thêm 2 triệu, chúc mừng em. Yeah, yeah, nhờ salad hết đó. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với Oanh Kiều. Mình sẽ lựa chọn tiếp bức hình nhé. Em nghĩ là em sẽ chọn nhà em, hoa hướng dương. Oanh Kiều đã lựa chọn bức hình thứ hai của mình, đó chính là khu vườn hoa hướng dương, rất thơ mộng nhà mình, rất là nhẹ nhàng để chúng ta có thể là chữa lành. Và câu hỏi cũng sẽ có 45 giây. Em mong là em sẽ trả lời được câu lời này để mà chữa lành vết thương. Vết thương từ đầu tới giờ đúng không? Dạ. Bé em mình nó lớn lướt mình quá phải không? Câu hỏi bắt đầu. Tên gọi khác của hoa hướng dương, hoa mặt trời là gì? Trời. Khó, cái này khó, phải biết thì mới trả lời được. Này tên khoa học. Anh đúng không? Tên tiếng Việt. Tiếng Việt. Hoa hướng dương, hoa mặt trời. Nó có 3 chữ. 9 8 7 Khó, em cái chưa này nghe khó. Tên khác của nó. Ừ. Em chỉ biết hoa hướng dương. Hoa mặt trời thôi, hoa mặt trời. Dạ. Hết giờ. Oanh Kiều cũng phân vân và đắn đo rất là nhiều nhưng mà vẫn không đưa ra được đáp án. Bản thân Minh Sù nghĩ rằng là câu này cũng hơi khó dành cho tất cả chúng ta. Nhưng Nhung ơi, nếu như mình chính xác câu này, mình sẽ có thêm 2 triệu nữa từ ngân hàng điểm của Oanh Kiều. Em còn 1 điểm nữa. Không, em còn 3 triệu. Trả lời sai không bị trừ tiền. À dạ. Dạ. Nhung sẽ có 15 giây để trả lời nhá. Và 15 giây bắt đầu. Em nhớ là em có nghe đến cái tên này rồi nhưng mà em không thể nhớ được cái tên nó là cái gì luôn. Nhưng mà em có nghe rồi. Ừ. Không thể mò nghe được. Có một chữ thiên, hoa mặt trời. Không lẽ dịch ra tiếng Hán anh. 5 4 3 2
một. Hết giờ. Dạ, cũng không có câu trả lời luôn. Và thật sự nha, cái tên khoa học của nó còn nhiều tên gọi khác. Minh Sù xin được bật mí cho tất cả mọi người. Hoa hướng dương là một loại hoa thuộc bộ cúc. Và hướng dương còn có nhiều tên gọi khác như là hướng dương quỳ tử, thiên quỳ tử, hoa quỳ tử, hoặc là quỳ hoa tử. Vậy em nghe chữ quỳ tử chứ em không nghe thiên quỳ tử nha. Rất tiếc, câu này thì Quang Kiều không có được thêm 2 triệu để lội ngược dòng chiến thắng. Nhưng mà yên tâm là bạn không bị trừ tiền, bởi vì bạn Nhung cũng trả lời không chính xác luôn. Và bây giờ sẽ là lượt cuối cùng dành cho Nhung. Em lựa bức hình nào tiếp theo? Theo như những gì mà lúc nãy giờ em thấy á, thì mình phải lựa chọn cái nào mà có câu hỏi, những cái câu hỏi nó an toàn hơn. Ừ, đi chơi không? Cho nó vui vẻ. Đi chơi ha. Đi chơi thì em nghĩ là sẽ hỏi về những cái câu hỏi liên quan tới hoạt hình. Còn nếu như mà chạy bộ thì sẽ liên quan tới marathon hay là gì đó. Đại loại. Mà nhiều khi nếu mà thể thao hỏi những cái vấn đề về sức khỏe thì em sẽ ok. Chọn không? Nhưng mà nếu không hỏi về vấn đề sức khỏe mà hỏi... Em ơi. Rồi ok, em chọn tấm đó. Tấm nào? Thể thao ha? Đó, ok. Rồi, tươi lắm. Nhưng câu hỏi này có làm cái độ tươi này giảm xuống hay không? Xin mời. Đây là hình ảnh của công viên nào tại thành phố Hồ Chí Minh? Không lẽ mình chụp ở đây mà mình quên? Phải công viên Tao Đàn không ta? Không biết. Khoan, một là công viên Tao Đàn, hai là công viên Hoàng Văn Thụ. Khoan để em nhớ rồi. Sao em không... Cái gì ta, công viên... Bao nhiêu tiền nhận từ quảng cáo này? Bao nhiêu ký ức để quay hình, chụp hình mà quên? 13 giây. Tao Đàn hoặc 23 tháng 9, 23 tháng 9 chắc không phải, Tao Đàn. Rất là quen thuộc, hãy nhìn lại những cái khuôn viên xung quanh. Ok. Quen lắm. 2, 1. Rất tiếc, hết giờ rồi mà bạn không đưa ra đáp án. Quanh kiều. Em nghĩ là công viên Tao Đàn. Em nghĩ em, nhưng mà em có chốt không? Em chốt. Em chốt luôn và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hấp dẫn nằm ở đây. Hiện nay thì Nhung đang có 5 triệu, bởi vì cái lượt thứ hai này bạn đã bị trừ mất 2 triệu rồi. Dạ. Yeah. Và Quánh Kiều từ 3 triệu cộng 2 triệu là 5 triệu đang bằng điểm với Nhung. Eo ơi. Trời ơi, em không kịp nói luôn. Eo ơi, ngang không tài sao? Ngang sức không? Tạo ra nhiều sự kịch tính drama, của chương trình. Không, drama. Này em bất ngờ nè. Cuộc đua bắt đầu kịch tính hơn đúng không ạ? Chương trình sẽ lựa ra một bức hình ngẫu nhiên nào đó cũng có một cái ký ức và cũng có những sự thách đố các bạn. Và bây giờ xin mời hai cô gái nhìn vào màn hình. Các bạn thấy gì ạ? Mì tôm. Mì tôm. Các bạn có dự đoán là câu hỏi sẽ liên quan tới gì không? Em không biết. Không biết luôn. Quánh kêu. Quảng cáo mì hả anh? Không, mắc công phải trả tiền. Câu hỏi rất đơn giản dành cho hai cô gái như sau. Sau khi câu hỏi xuất hiện, bạn nào biết hãy giơ tay và giành lấy cơ hội trả lời cho mình. Trả lời đúng, bước vào vòng 3. Trả lời sai, nhường quyền trả lời cho bạn còn lại. Và câu hỏi dành cho hai cô gái bắt đầu. Mì ăn liền ra đời tại quốc gia nào? Hết. Xin mời Quánh Kiều. Em giơ tay đại nhưng mà em nghĩ Nhật Bản. Chốt không ạ? À? Chốt. Nhật Bản chính xác. Chúc mừng. Một cú lội ngược dòng ngoan mục. Chúc mừng chị. Quanh Kiều, em thấy sao? Chơi vòng 1 thì anh có dặn em là nhớ bứt phá nha. Ừ. Nên em nghĩ là chắc là lời của anh đã tiên tri đúng rồi đó. Ok. Còn Nhung, hôm nay thật sự phải nói em chơi rất giỏi. Dạ. Và may mắn mỉm cười với em từ đầu cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà ở những cái giây phút tích tắc này, mình chỉ thua một tí xíu thời gian thôi. Và may mắn là mỉm cười nhiều hơn của anh Kiều. Em đang cảm thấy như thế nào? Thật ra thì em đến đây em được nhiều hơn là em mất. Thật ra ai thắng cũng được hết. Và những cái gì mà mình nhận được từ trong cái chương trình nó nhiều hơn là cái phần thưởng nữa. Cho nên là dù sao đi nữa chị cũng phải cố gắng giành chiến thắng. Yeah. Thì dẫn em đi ăn nha. Anh cũng rất là vui khi mang lại những cái sự bất ngờ thú vị cho cái chuyến du hành về ký ức của từng người hoàn toàn khác nhau trong chương trình này. Xin được cảm ơn Nhung đã đến với chương trình. Và chúc cho bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thăng hoa hơn với công việc của mình nhé. Còn ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với Oanh Kiều sẽ bước vào vòng 3 của chương trình với tên gọi Ký ức bất ngờ. Quý
vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Kiếu Bất Ngờ. Và đây là vòng thi đấu cuối cùng dành cho Oanh Kiều đã trở thành chủ nhân của tấm vé ở vòng đặc biệt này. Vòng thứ 3 của chương trình tên gọi thì giống như tên của chương trình luôn là Ký ức Bất Ngờ. Vòng 3 sẽ có hai mốc thời gian để người chơi vượt qua. 60 giây đầu tiên, người chơi sẽ phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm để lật mở lần lượt 10 mảnh ghép đang ẩn chứa một hình ảnh lớn, gợi nhớ ký ức của chính người chơi. Trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi thì bấy nhiêu mảnh ghép gợi ý sẽ xuất hiện. Trả lời sai hoặc không trả lời kịp câu hỏi thì những mảnh ghép đó sẽ bị khóa lại. 30 giây tiếp theo là thời gian để người chơi nhìn vào hình ảnh lớn đằng sau những mảnh ghép đã được lật mở và trả lời câu hỏi đặc biệt của chương trình. Nếu trả lời chính xác câu hỏi đặc biệt, người chơi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Nếu trả lời sai, người chơi sẽ chỉ nhận được về tổng giá trị tiền thưởng cả hai vòng chơi đầu tiên. Sau khi chia sẻ xong luật chơi thì anh Kiều cảm thấy sao với cái vòng đặc biệt này? Em thấy căng thẳng quá anh ơi. Có muốn nhắn nhủ gì với những người thương yêu đã ra về trước không? Cảm ơn Nhung với lại anh Phương đã nhường cho em chiếc ghế vô tới đây. Nhưng mà em hy vọng là hai người đang ở ngoài để cổ vũ cho em. Và mời anh Kiều bước lên phía trước để vào vị trí chiến đấu của mình ở vòng 3 này. Đây sẽ là bức hình với 10 mảnh ghép tương ứng với 10 con số hoàn toàn khác nhau dành cho Oanh Kiều. Khi Minh Xù đọc câu hỏi thì thời gian bắt đầu đếm ngược rồi. Trên câu nào mà em cảm thấy là em biết đáp án em cứ trả lời luôn. Minh Xù sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo dành cho em nhé. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Ok. Và bây giờ cột mốc 60 giây trả lời 10 câu hỏi của Oanh Kiều bắt đầu. Athens là thủ đô của quốc gia nào ở châu Âu? A. Hy Lạp, B. Ý. Hy Lạp. Chính xác. Ca khúc nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được chuyển thể trong dự án nhạc Trịnh Công Sơn song ngữ Việt Anh? A. Tuổi đời mênh mông, B. Huyền thoại mẹ, C. Biết đâu nguồn cội. C. Chưa chính xác. Tên gọi của quốc gia Đông Á nào có nghĩa là nguồn gốc của mặt trời? A. Hàn Quốc, B. Trung mặt Quốc, trời, C. Nhật Bản. C. C. Nhật Bản. Chính xác. Bánh trung thu của nước nào thường có hình bán nguyệt? A. Hàn Quốc, B. Nhật Bản, C. Philippines. A. Chính xác. Đèo Hải Vân nối hai địa phương nào? A. Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, B. Hà Tĩnh và Quảng Bình, C. Đà Nẵng. C. Chính xác. Câu hỏi số 6. Quốc gia châu Á nào có đường bờ biển dài nhất? A. Indonesia, B. Philippines, C. Nhật Bản. Philippines. Chưa chính xác. Thịt hộp là món quà biếu ưa thích của người dân quốc gia trong dịp Trung thu. A. Nhật Bản, B. Hàn Quốc, C. Singapore. A. Chưa chính xác. Kira là trang phục truyền thống của người phụ nữ ở quốc gia nào? A. Brunei, B. Thái Lan, C. Bhutan. C. C. Chính xác. Dạ. Hiện nay thì bức hình này có gợi nhớ lại ký ức gì cho em hay không? Đây là bức ảnh mà đoàn phim của em phải di chuyển từ từ khách sạn và đi vô một cái con sóng rất là dài ở Tiền Giang để quay bộ phim Bán Chồng. 5:30 là bọn em bắt đầu đi, vô tới bối cảnh là 7:15 á, đi xa lắm. Thật sự ra thì quay phim thì nó hơi cực một tí xíu đúng không ạ? Nhưng mà nó có nhiều trải nghiệm thú vị và không phải là ai cũng có cái cơ hội được chạm tới cái cảm xúc này. Em có dự đoán là chương trình hỏi câu hỏi gì không? Em nghĩ là trên chiếc thuyền này có bao nhiêu người đó. Bây giờ nếu mà câu hỏi như thế thì em trả lời được không? Em nghĩ là không rồi. Sẵn sàng nghe câu hỏi nhé. Câu hỏi là trên thuyền có bao nhiêu người? Đội nón. Hết. Có tổng cộng bao nhiêu người đội nón trong bức hình này? Dự đoán đại một con số. Đội nón nha. Còn quấn khăn thì không phải nha. Tầm 5 người. Chốt không ạ? 5. Em đoán đại. Một con số khác. 6. Vẫn còn thời gian. 5. Và hết giờ. Và đáp án của chương trình là có tới 8 chiếc nón ở trong bức hình này. Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7 và 8 chiếc nón. Đáng lẽ nãy em đừng có ước là em sẽ mở được số 4. Này số 4 có mặt của em bự quá. Mà không thấy ai đội nón hết trơn. Anh thấy là em đã đi đến cái vòng này là cái gì đó rất là vui, đúng dạ. không? Và rất là nhị màu rồi, mình không có nghĩ là không, mình đi đến vòng 3. Dạ đúng, em cũng không nghĩ là em tới đây. Oanh Kiều có 5 triệu đồng, chúc mừng, yeah. Thật sự phải nói là khi mà chúng ta tham gia vào thử thách cuối cùng á, mình cứ trả lời đại, nhanh, nhanh, nhanh. Mình cũng không có kịp
ghi nhớ lại ký ức. Hy vọng rằng là em sẽ xem lại chương trình và sẽ lan tỏa thêm cho tất cả các bạn khán giả của mình nữa để biết đến chương trình Ký Ức Bất Ngờ này. Trước khi mà mình chia tay với tất cả quý vị khán giả thì cảm xúc của em như thế nào? Em nghĩ là sau chương trình này thì với cái tên là Ký Ức Bất Ngờ sẽ để cho em một cái ký ức rất là đẹp với chương trình và một cái kỷ niệm rất là đẹp. Sau chương trình thì em đã học được quá nhiều kiến thức từ chương trình mà em hy vọng là khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ chương trình Ký Ức Bất Ngờ. Cảm ơn Oanh Kiều, cảm ơn hai nhân vật ở hai vị trí đã ra về vòng 1, vòng 2. Đó chính là bạn Nhung cùng với anh Khánh Phương. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt hành trình những phút vừa qua của Ký Ức Bất Ngờ. Và đừng quên nhé, mở TV vào tuần sau quý vị, tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ký Ức Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Còn bây giờ Minh Xu, Oanh Kiều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.